Namaste, chào mừng mọi người quay trở lại với chuỗi bài tập yoga dành cho người lớn tuổi. Đây là bài tập thứ 3 nằm trong chuỗi này. Nào, cùng trải thảm ra và bắt đầu thôi. Để bắt đầu, hãy ngồi thẳng lưng lên giữa thảm, hai tay mềm lên đầu gối, vai thả lỏng, lồng ngực mở rộng ra. Nhịp hít thở sâu và đều. Nhắm mắt, thả lỏng khuôn mặt, mình sẽ ngồi hít thở một vài nhịp trước khi bắt đầu bài tập. Hít thật chậm rồi thở dài ra thật chậm. Khuôn mặt mềm ra, vai mềm ra. Mình quay lại bài tập hít thở bằng bụng của ngày hôm qua. Đặt tay phải lên bụng, hít vào, cảm giác bụng phình lên và thở ra, đẩy hết khí hóp bụng, đẩy sạch sẽ khí ra ngoài. Rồi lặp lại, hít thật chậm và sâu, bơm đầy khí lên ổ bụng. Rồi thở ra, đẩy hết khí ra ngoài. Lặp lại nhịp thở, hít thở bằng bụng 10 nhịp nữa. Nhịp cuối cùng, hít vào thật sâu và thở ra thật sâu. Cảm nhận bụng phập phồng lên xuống trong mỗi nhịp hít và thở ra. Nhẹ nhàng đặt hai tay lên đầu gối, úp bàn tay trở lại, người thẳng, vai mở rộng ra, hít vào đẩy lồng ngực về phía trước, kéo cằm cao lên trời, lồng ngực đẩy về trước, cằm rướn lên. Thở ra cuộn tròn vào trong, cuộn lưng lại, đưa cằm kéo xuống lồng ngực, đẩy ngực ra phía sau. Hít vào đẩy lồng ngực về phía trước và rướn cằm lên trời. Thở ra, cầm kéo vào lồng ngực và đưa lưng ra sau. Hít vào, ngực đẩy về trước, rướn cằm lên. Thở ra, kéo lưng nhiều ra sau, hai tay nắm lên đầu gối, thẳng tay ra luôn. Hít, đẩy về trước, rướn cằm lên. Thở ra. Một nhịp nữa, hít vào, đẩy lồng ngực về trước, cằm rướn cao lên. Rồi thở ra, đưa lồng ngực ra sau, đưa hết bụng ra sau, hai tay nắm chặt lên đầu gối và cằm kéo vào lồng ngực.
rồi nhẹ nhàng quay về vị trí trung tâm, trở lại vai mềm ra, hít vào, mở ngang hai tay và vươn hai tay lên trời, kéo dài người lên, hai bàn tay chắp trên trời, duỗi cao người, thở ra hai tay chắp, hạ xuống trước lồng ngực, mắt nhìn theo tay, cúi đầu thở ra, hít vào lặp lại, mở ngang hai tay và vươn hai tay lên trời, duỗi người cao, kéo giãn lưng lên, thở ra, nhìn theo tay và cúi đầu, thở hết ra, lặp lại, hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vào. Rồi thở dài ra. Và từ từ ngẩng mặt lên, quay về vị trí trung tâm, bàn tay phải đặt lên đầu gối bên trái, bàn tay trái đưa ra sau, chống về phía sau và bẩy người xoắn hết ra sau, mắt nhìn về phía sau luôn, cố gắng giữ cho lưng thẳng, rướn lưng lên rồi mở hết ra sau, chống các đầu ngón tay lên và bẩy người ra sau, xoay mặt nhìn hết ra phía sau, hít và thở dài, xoắn ra sau, giữ ở đây một vài nhịp, tay trước nắm chắc vào đầu gối, tay sau chống chặt xuống sàn và dùng lực bẩy bẩy ra phía sau, hít sâu, thở dài, giữ ở đây một nhịp nữa, hít rồi thở dài, xoắn người dài ra sau, nhịp cuối cùng, hít vào sâu, xoắn hết ra sau, bẫy vai và xoắn đầu ra sau luôn. Rồi nhẹ nhàng quay về giữa thảm, hai tay đặt lên đầu gối, xoay mặt về bên kia, chống hai tay xuống sàn, thả lỏng trán xuống, mềm khuôn mặt ra. Hai tay đặt dưới đất, đẩy và ngồi thẳng lưng lên, trở lại. Mở lồng ngực ra, mình đổi bên, tay trái đặt lên đầu gối bên phải và tay phải đưa ra sau, chống các đầu ngón tay phải xuống đất và bẩy người xoắn lưng ra phía sau, xoay mặt nhìn ra sau luôn, cố gắng giữ cho tay phía trước nắm chắc lấy đầu gối, khuỵu khuỵu chậm một chút và nắm chặt lấy đầu gối, rướn thẳng lưng lên, tay phía sau chống và bẩy người ra sau, vai phía trước lỏng ra một chút xíu, nắm lấy đầu gối, lỏng lại đúng rồi và xoắn về phía sau, xoay mặt nhìn hết về phía sau luôn và thở dài ra, giữ đây một vài nhịp, xoắn nhiều và thở dài ra sau, hít vào, rướn lưng lên rồi thở ra, xoắn nhiều về sau, hít bằng mũi chậm rồi thở ra thật chậm. Giữ đây một nhịp thở nữa, hít, rướn lưng, rồi thở xoắn hết về phía sau. Và nhẹ nhàng quay về đầu thảm, hai tay đặt lên đầu gối, chống hai tay qua bên kia, qua bên trái và thả lỏng trán xuống sàn. Hít vào, bám hai tay và đẩy người ngồi thẳng lưng lên, trở lại, thẳng lưng lên, lỏng vai, hít bằng mũi sâu, rồi thở dài ra, một nhịp nữa, hít bằng mũi sâu và thở ra, nhẹ nhàng mở mắt ra, hai chân chập vào nhau, hai bàn chân đạp vào nhau và dùng tay kéo hai chân sát vào hông, nhịp hai bàn tay đan lại, nắm lấy hai các ngón chân, mở lồng ngực, ưỡn lưng về phía trước và bắt đầu nhịp hai đầu gối, nhịp hai đầu gối lên xuống, nhịp nhẹ nhàng hai đầu gối, rướn lồng ngực và xoay mặt về phía trước,
giữ đầy nhịp nhẹ nhàng hai đầu gối lên xuống, hít và thở đều. Nhịp cuối cùng, hít vào sâu, rướn lưng và giữ đầu gối ở đây, rướn lưng về phía trước rồi đổ rạp về trước, đổ rạp xuống chút xíu, rạp xuống chút xíu nữa, cố gắng rướn về phía trước, đừng cuộn người lại mà rướn thẳng lưng về trước và giữ ở đây. Cảm giác khớp hàng được mở ra, lưng rướn dài nhiều về trước, nhắm mắt và giữ đây một chút xíu. Phần mông và phần đùi kéo thắt lưng ra sau, cằm và lồng ngực rướn lưng dài về phía trước, hít bằng mũi sâu rồi thở ra. Mỗi nhịp thở ra, ra xuống thêm một chút xíu, hít sâu, thở ra. Một nhịp cuối cùng, hít vào sâu, rướn lưng về trước rồi thở lỏng xuống chút xíu nữa. Và từ từ nâng lên, nâng người lên thật chậm, nâng lên, lên ngồi thẳng lưng, gỡ hai tay và nắm lấy đầu gối, kéo hai chân về giữa thảm, lắc hai đầu gối qua hai bên, qua phải, qua trái, mềm hai đầu gối ra, hai chân đẩy thẳng về phía trước, đưa thẳng về phía trước, thẳng hai chân mở rộng ra bằng hông, gót chân mở rộng ra, mũi chân chỉ lên trời, chỉ vuông góc lên trời, hai tay đặt trên bắp đùi, giữ lưng thẳng nhìn về phía trước, hít vào mũi chân đẩy thẳng về phía trước, chỉ mũi chân dài về trước, kéo căng hết từ mũi chân cho tới đầu gối, rướn dài về trước, thở ra, mở ngược ra phía sau, đẩy gót chân đạp thẳng về phía trước, kéo mũi chân sát vào người. Lặp lại, đẩy về phía trước, dạng chân ra, rồi kéo vào trong, kéo nhiều vào trong. Tiếp tục đạp mũi chân về trước, kéo mũi chân vào trong, đạp căng gót chân, quăng ép chân dưới sàn. Lặp lại, mũi chân đạp về trước, kéo ra sau, nhịp nữa đạp về trước, rồi kéo ra sau. Quay về vị trí trung tâm, xoay hai mũi chân vào bên trong, rồi mở ra ngoài, xoay thành hình vòng tròn, mở ra ngoài, xoay vào bên trong, mở ra ngoài, xoay về giữa, mở ra, kéo vào trong, rồi mở ra, xoay thành hình vòng tròn, một vòng nữa ở vô trong, rồi mở ra, xoay ngược lại, xoay vào trong, rồi mở dài ra, thành hình vòng tròn vào trong, mở ra, thẳng lưng, xoay vào trong, mở, xoay vào trong, mở ra, nhịp cuối cùng, xoay vào trong, rồi mở ra, lắc lư cổ chân, lắc lư hai chân, chân phải đẩy thẳng về phía trước và kéo chân trái gác lên đùi, giữ chân trái gác lên đùi, thẳng lưng lên, ngẩng mặt nhìn về trước, hai tay mở ngang ra, nhìn thẳng về trước, lưng mở rộng, hít vào, hai tay vuông lên trời, kéo dài người nhẹ lưng lên và giữ ở đây, hít rồi thở dài ra, tay vuông cao lên nếu được, ngẩng mặt nhìn theo tay luôn. Một nhịp nữa, hít vào sâu, thở ra, đổ về phía trước, đổ thiệt chậm về phía trước, rướn ra một chút xíu, cố gắng rướn thẳng lưng và nhìn vào điểm giữa hai ngón tay, giữ ở đây. Một nhịp nữa, hít sâu, rướn dài các ngón tay về trước và đổ xuống thêm một chút xíu, cố gắng vẫn rướn dài lưng ra, đúng rồi. Nhịp cuối cùng, hít rồi ra dài về phía trước và rớt hai tay xuống luôn, có thể nếu được nắm lấy chân, hoặc không được thì nắm lấy cổ chân và rướn người dài về phía trước, thở dài ra, cố gắng rướn căng lưng, đừng cúi đầu xuống mà đẩy lưng và đẩy ngực về phía trước, mở vai về phía trước, giữ đây một vài nhịp, hít vào sâu rồi thở ra,
Một nhịp nữa hít và thở dài ra, chỉ hai tay về phía trước. Mình lặp lại, rướn vai, lật người lên một chút, hít, rướn lên, hít vào, rướn thẳng lên trời, kéo dài tay lên luôn và thở ra, hạ hai tay bên người trở lại, đưa chân trái về phía trước, lắc 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 hai chân và đổi bên, đẩy thẳng chân trái về trước, mũi chân trái chỉ lên trời, gác chân phải lên đầu gối, thẳng lưng và mở ngang hai tay, ngẩng mặt nhìn về phía trước, hít bằng mũi sâu và thở ra bằng mũi sâu. Hít vào, hai tay vươn lên trời, rũn dài hai người, dạng lưng lên, cố gắng giữ toàn bộ lưng thẳng và đặt chắc đầu gối, đặt chắc chân trái xuống dưới sàn. Tay vươn cao, nếu được ngẩng mặt nhìn theo tay luôn. Hít đều, thở ra, rũn về phía trước, rũn dài người, đổ xuống một chút xíu thôi, một chút xíu thôi. Thở dài, rũn về trước. Một nhịp nữa hít sâu, vươn tay, rồi thở ra rạp xuống chút xíu. Nhịp cuối cùng, hít vào, vươn tay dài về trước và thở ra rạp hai tay xuống luôn. Nếu mà chưa nắm được chân thì mình dùng dây này và hai tay nắm lấy dây, kéo căng người, rướn về phía trước, mục đích để phần lưng thẳng ra, rướn cằm về phía trước nữa, giữ hai tay chặt, rướn ra để kéo giãn hết toàn bộ cột sống ra, mắt nhìn thẳng về phía trước, dùng dây đi, nắm hai dây, đặt lên phần tròn của bàn chân phía trước và rướn dài ra, khuỷu hai cùi chỏ, nắm hai dây chặt, rướn lưng về trước, hít đều, thở ra, rướn nhiều về phía trước, giữ ở đây. Một nhịp thở nữa, hít vào sâu, rồi thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vào, rướn lưng về trước và thở ra, đưa hai tay thẳng về phía trước, rướn ra, lật từ từ người lên, nâng lên, nâng người lên, nâng và rướn toàn bộ người lên trời luôn và từ từ thở, hạ hai tay xuống bên cạnh người, đưa hai chân về phía trước, lắc lư nhẹ hai chân. Từ vị trí này, ngồi đứng lên đầu thảm, chống tay và đứng lên đầu thảm trở lại. Đứng về đầu thảm, mũi chân khép, gót chân hơi mở ra, mình bắt đầu chuỗi chào mặt trời của ngày hôm qua. Nhìn thẳng về phía trước, mũi chân khép lại, hai tay mở xuôi theo thân, lồng ngực mở rộng ra, mắt nhìn vào một điểm trước mặt, giữ người đứng thẳng trong tư thế trái núi, cố gắng giữ lưng thẳng tự nhiên, vai lồng ngực mở rộng, đầu cổ và vai thẳng hàng, hít rồi thở dài ra. Một nhịp nữa hít thật sâu, thở ra và mình bắt đầu hít vào, hai tay vươn lên trời, rũn dài người, giãn lưng, hai tay chắp và nhìn theo tay luôn nếu được. Thở ra, vươn ngang hai tay, rạp nhiều về trước, rạp hai tay xuống bên chân, khuỵu đầu gối và chống tay xuống đất, hít vào, hai tay đặt lên đầu gối, thẳng lưng, ngẩng mặt, rũn về trước, thẳng lưng, thẳng đầu gối ra luôn, thẳng gối, rũn lưng, đổ mồi, thở ra, rạp xuống sàn, rút chân phải ra sau, mũi chân phải chạm xuống sàn, nhón các đầu ngón tay, rũn người dài về phía trước, rồi hạ đầu gối, chân phải dưới sàn, úp bàn chân phải, ngẩng mặt, rũn lưng lên, hai tay đặt lên đầu gối phía trước, ép đùi về phía trước nhiều hơn, ép đùi về phía trước, hít vào, vươn hai tay, rũn dài người lên, đúng rồi, thở ra, rạp hai tay
xuống sàn, nhón mũi chân sau và rút chân trước ra sau trong tư thế chữ V ngược, đẩy dài người ra sau, tư thế chữ V ngược, rạp lưng ra sau, thở dài ra, đẩy lưng cao nữa, bám nguyên bàn tay dưới sàn, nguyên bàn tay bám chặt dưới sàn, đẩy ra sau, hít vào, vươn về trước và hạ đầu gối xuống sàn, úp mu bàn chân, đưa toàn bộ người về trước, rạp bụng, ngực, cầm dưới sàn, hít vào, chống hai tay lên, động tác rắn hổ mang, ngẩng mặt, nhìn lên và nhón mũi chân, đẩy ra sau trong tư thế chữ V ngược trở lại, đẩy dài lưng, dạng dài người ra sau, thở dài ra, nhìn về phía đầu thảm, khuỵu nhẹ hai đầu gối, bước hai chân lên đầu thảm, bước hai chân lên đầu thảm, rạp dài người xuống, thở ra, hít vào, hai tay đặt lên đầu gối, thẳng gối, rướn lưng lên, đầu gối thẳng ra và rướn lưng lên, thở ra, rạp xuống sàn, hít vào, mở ngang tay và vươn lên luôn, vươn hai tay lên trời, rướn lên, thở ra hai tay, chắp trước lồng ngực, nhắm mắt, hít thở một vài nhịp ở đây. Trước khi mình vào chuỗi cho chân bên kia, hít vào sâu và thở ra sâu. Rồi mình bắt đầu chuỗi tiếp theo cho bàn chân, cho chân bên trái. Hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn dài người, giãn lưng lên, mắt nhìn theo tay, rướn cao người, thở ra mở ngang tay, lưng rướn về phía trước và rạp dài người xuống sàn, khuỵu gối chống hai tay xuống sàn, hít vào, hai tay đặt lên đầu gối, thẳng gối, rướn lưng nhìn về trước và thở ra, khuỵu gối rạp xuống sàn, rút chân trái ra sau, bước nhiều chân trái ra sau, rướn mặt nhìn về trước, rồi hạ đầu gối trái xuống sàn, hai tay đặt lên đầu gối bên phải, nhìn về trước, hít vào, vươn hai tay, rướn dài người lên đổ mồi, vươn cao nhìn lên trời luôn, thở ra, rạp hai tay chống xuống sàn, nhón mũi chân sau lên và rút chân trước ra sau trong tư thế chữ V ngược, đẩy dài người ra sau, thở dài ra, hai chân mở rộng ra bằng hông, hai tay xòe các ngón tay bám chặt dưới sàn, hít vào, đưa hết người về trước, hạ đầu gối xuống sàn, úp mu bàn chân, đẩy người về phía trước, hạ bụng, hạ ngực, hạ cằm dưới sàn, nâng người lên, nâng lồng ngực lên trong tư thế rắn hổ mang, nhìn về trước, rồi đẩy người nhón mũi chân, đẩy thẳng ra sau, tư thế chữ V ngược, dạng dài người, đẩy ra sau, thở dài ra, khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về phía đầu thảm, khuỵu nhẹ hai đầu gối thôi, nhìn về đầu thảm và bước hai chân lên đầu thảm trở lại, bước dài lên, rạp xuống, thở dài ra, hít vào, hai tay đặt lên gối, thẳng gối, rướn lưng, thở ra, rạp xuống sàn, hít vào, mở ngang tay và vươn lên luôn, rướn hai tay, vươn người lên và thở ra, chắp hai tay xuống trước lồng ngực, hít vào sâu rồi thở ra sâu, một nhịp hít thở đây nữa, hít vào sâu và thở ra, mình lặp lại một vòng nữa. Hít vào, đưa hai chân lên đầu thảm, mũi chân khép, gót chân hơi mở ra, hai tay mở ngang, đứng thẳng trong tư thế trái núi. Nhìn về trước, hít vào, hai tay vươn lên trời, rướn dài người, giãn lưng lên, rướn toàn bộ người lên. Thở ra mở ngang tay, rạp dài người xuống, rạp về phía trước, hai tay chống xuống đất, khuỵu gối chống hai tay xuống đất. Hít, ngẩng mặt nhìn lên, hai tay đặt lên đầu gối, ngẩng mặt nhìn thẳng đầu gối lên. Thở ra, khuỵu gối rạp hai tay xuống sàn.
rút chân phải ra sau, bước dài chân phải về phía sau, nhìn về trước, rồi hạ đầu gối chân phải dưới sàn, úp bàn chân phải dưới sàn, hai tay chống lên đầu gối phía trước, giữ người chắc ở đây. Sau khi giữ được thăng bằng rồi, hít, hai tay vươn lên trời, rướn dài người, vươn cao hai tay, rướn lên, thở ra, rạp hai tay xuống sàn, nhón mũi chân sau, bước chân trước ra sau và đẩy người dài ra sau trong tư thế chữ V ngược, rạp dài lưng, các ngón tay xòe rộng bám vào trong thảm, rạp xuống sàn, mũi tay chỉ về phía trước, hai chân mở rộng ra bằng hông, hông đẩy cao lên, mắt nhìn vào điểm giữa hai ngón chân cái phía sau, rướn về sau trong tư thế chữ V ngược, hít vào, vươn dài về trước và hạ đầu gối xuống sàn, đầu gối hạ xuống sàn, đẩy người về trước, hạ bụng, hạ ngực, hạ cằm, ra người xuống, mở lồng ngực và ngẩng mặt nhìn lên trong tư thế rắn hổ mang, nhón mũi chân rồi đẩy ra sau trong tư thế đao đó, trong tư thế chữ V ngược để giãn dài người ra sau. Thở hết ra và đẩy dài người ra sau. Từ vị trí này, khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn hết về phía sau, đẩy dài lưng ra, rồi ngẩng mặt nhìn về phía trước, bước hai chân lên đầu thảm, bước lên đầu thảm và rạp xuống. Thở dài ra, hít vào, thẳng gối, hai tay đặt lên đầu gối, rướn lưng về trước, thở ra, khuỵu gối rạp xuống sàn. Thở hết ra, hít vào, mở ngang tay và vươn hai tay lên trời, rướn lên, thở ra hai tay, chắp trước lồng ngực, hạ hai tay xuống lồng ngực, nhắm mắt và hít thở nhẹ, hít đều, rồi thở đều ra. Mình bắt đầu vòng tiếp theo cho chân trái, hít vào, mở ngang hai tay, vươn lên trời, rướn cao lên, thở ra, mở hai tay, rạp dài về phía trước, rạp sâu xuống, hai tay chống bên chân, khuỵu gối, rạp lồng ngực xuống, hít vào, thẳng gối, nhìn về trước, rướn lưng lên, thở ra, rạp xuống sàn. Thọng người ra, rút chân trái ra sau, mũi chân trái chạm xuống sàn, ngẩng mặt nhìn về trước, hạ đầu gối trái dưới sàn, úp bàn chân trái chống các ngón tay ra, đặt hai bàn tay lên đầu gối phía trước, giữ được thăng bằng, hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn dài người, giãn lưng rướn lên, một nhịp nữa đây, hít sâu, thở ra, rạp hai tay xuống sàn, đạp xuống, nhón mũi chân sau, rồi bước chân trước ra sau trong tư thế chữ V ngược, đẩy dài và nhìn ra sau, đủ mời. Thở dài ra, hít vào, vươn về trước, hạ đầu gối, hạ bụng, ngực cầm dưới sàn, úp thân sau, hít vào, tư thế rắn hổ mang, ngẩng mặt, mở lồng ngực, nhìn lên, tốt, nhón mũi chân và đẩy ra sau tư thế chữ V ngược, dạng ra sau, thở dài ra, rất tốt, lưng đã thẳng hơn hôm qua rất nhiều, mắt nhìn ra sau, mắt nhìn ra sau, điểm giữa hai ngón chân, thở dài ra, khuỵu nhẹ hai đầu gối, rồi nhìn về đầu thảm, bước hai chân lên đầu thảm, lúc mình khuỵu nhẹ đầu gối, cố gắng vẫn đẩy hông ra sau, đầu gối hơi khuỵu nhẹ một chút xíu, đầu gối hơi khuỵu, rồi nhìn về phía trước, và bước hai chân lên đầu thảm, bước lên đầu thảm luôn, rạp dài xuống, thở ra, hít vào, hai tay đặt lên gối, rướn lưng về trước, thở ra, rạp xuống sàn, mở ngang hai tay và vươn lên, hít vào, rướn lên luôn, thở ra hai tay, chắp trước lồng ngực, nhắm mắt, mềm nhịp thở ra, hít bằng mũi chậm, rồi thở chậm ra.
ra. Mình sẽ học động tác mới của ngày hôm nay là tư thế cài cây hay chân mở rộng ra bằng hông. Phần mép trong của chân song song với nhau. Hai tay chống lên hông. Động tác cài cây đòi hỏi thăng bằng và sức chịu đựng lên một chân. Cho đó bây giờ dồn lực qua chân phải trước, dồn lực nhiều lên chân phải, đứng thẳng người và nhón mũi chân trái lên, mũi chân trái nhón lên, nhìn thẳng vào một điểm trước mặt, cảm giác lực và chân phải chịu lực nhiều lên, giữ thăng bằng, mắt nhìn về phía trước, hít bằng mũi rồi thở dài ra, từ từ kéo bàn chân trái sát vào. Sát vào gót chân phải và đạp gót chân trái vào chân phải luôn. Vẫn nhìn về phía trước, giữ được thăng bằng ở đây. Hít và thở dài ra. Rồi từ từ vẫn giữ phần thân trên thăng bằng, mắt nhìn vào một điểm trước mặt, tập trung. Kéo chân trái cao lên chút xíu nữa, nằm ngay phía dưới đầu gối. Nhìn thẳng vào một điểm trước mặt, giữ hai tay chắp trước lồng ngực, hít bằng mũi sâu rồi thở ra. Hít vào, nếu được vươn hai tay lên trời luôn, vươn từ từ hai tay rướn lên trời, rướn lên. Thôi mình giữ ở đây thôi, mình giữ ở vị trí này thôi. Hít vào, hai tay chắp trước ngực rồi kéo chân lên, đạp ngay ở điểm phía dưới đầu gối. Rồi giữ ở đây, mắt nhìn vào một điểm trước mặt, cố gắng tập trung nhìn vào một điểm trước mặt và giữ thăng bằng. Giữ thăng bằng, hít. Rồi thở dài ra. Để giữ chắc được thăng bằng, mình sử dụng cục gạch này. Hít vào, nâng chân lên rồi đạp lên cục gạch, đạp chân lên cục gạch. Đúng rồi, và ép gót chân vào chân bên kia và giữ thăng bằng ở đây. Hít bằng mũi sâu, hoặc là mình có thể đứng sát vào mép tường, chống tay lên tường và đạp chân nhìn về phía trước, chống cùi chỏ tay phải lên tường, nhìn về phía trước trong tư thế này. Nếu bây giờ giữ được thăng bằng rồi, vươn hai tay lên trời, rướn người lên, giữ. Hít bằng mũi sâu, thở dài ra, mắt nhìn vào một điểm trước mặt để giữ thăng bằng. Hít sâu. Rồi, thở dài ra, chắp hai tay xuống trước lồng ngực. Trở lại. Hai tay chụm lên hông và hạ chân xuống sàn. Lắc 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 hai chân. Mình đổi bên. Hai chân mở rộng ra bằng hông, dồn lực lên chân trái. Dồn lực lên chân trái, nhón mũi chân phải lên. Nhìn thẳng vào một điểm trước mặt và giữ thăng bằng ở đây. Hít vào bằng mũi sâu, thở ra sâu, cố gắng tập trung nhìn hết vào một điểm trước mặt. Từ từ kéo chân trái sát vào chân phải, sát vào chân trái và đạp vào một điểm ngay phía dưới đầu gối. Vẫn nhìn thẳng về phía trước, giữ cho được thăng bằng. Hít. Rồi bây giờ nếu được chắp hai tay về trước lồng ngực. Nhịp thở dài và hít đều ra. Rồi nếu được nữa, hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn dài hai tay, rướn người cao, giữ thăng bằng, nhìn vào một điểm trước mặt, hít. Rồi thở dài ra. Một nhịp nữa, hít, rướn lên và thở ra, kéo hai tay xuống trước lồng ngực, trở lại, hạ tay về trước lồng ngực. Rồi từ từ hạ hai tay và hạ chân. Hạ chân, lắc lư hai chân, lắc lư hai tay, thõng người ra từ vị trí này, ngồi xuống giữa thảm, đưa hai chân về phía trước, lắc nhẹ hai chân, chập
hai chân vào trong, hai bàn chân chập vào trong, nhịp hai cổ, hai đầu gối và mắt nhìn về trước trở lại, thẳng lồng ngực, ưỡn ngực về phía trước, giữ lưng thẳng ra. Rồi nhẹ nhàng chống hai tay ra sau, thẳng hai chân về phía trước và nằm dài xuống sàn luôn, nằm ngửa ra thảm, hai tay xuôi theo thân, người dài ra. Từ vị trí này mình sẽ tập động tác cây cầu, động tác mà ngày hôm qua mình đã tập. Gỡ cột tóc ra. Lưu ý khi nằm thì mình nên gỡ cột tóc để đầu nằm hoàn toàn xuống dưới sàn. Lùi xuống dưới một chút để toàn thân nằm vào trong thảm. Hai tay úp bên cạnh người, hai chân chống xuống sàn, đầu gối chỉ lên trời. Hai bàn chân đạp chắc xuống sàn, không cần kéo sát cổ chân, không cần kéo sát gót chân vào mông, mà cố gắng đạp ở vị trí nào mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Nguyên bàn chân, gót chân chạm hết xuống sàn. Từ vị trí này, hít vào, nâng mông lên khỏi sàn, nâng hông cao lên. Dùng lực ở vai và lực ở bàn chân, đạp chắc và đẩy hông cao hết mức lên, rướn lên. Rồi thở ra, hạ mông xuống sàn. Một nhịp nữa, hít vào, nâng cao hông, rướn, mở hết lồng ngực. Thở ra, hạ từ từ xuống sàn, hạ thật chậm, rớt xuống sàn. Một nhịp nữa, hít vào, nâng cao, rướn hông lên. Bây giờ, đan hai tay chặt vào dưới lưng, hai tay đan vào nhau. Và đẩy thẳng hai tay ra, thẳng hai tay đan vào nhau. Và thẳng tay ra, ép xuống sàn, lắp cho hai vai vào bên trong, lắp cho hai bả vai vào bên trong lưng. Rồi đẩy ngược, nâng cao lên trời, giữa đây. Đây là tư thế cây cầu. Hít và thở sâu, cố gắng đừng nhón chân mà đạp chắc bàn chân dưới sàn. Dùng lực của bàn chân đạp để đẩy căng hông lên. Và giữ cho đầu, cằm và lồng ngực thẳng hàng nhau. Một nhịp nữa, hít vào, đẩy cao hông, rướn người lên. Rồi thở ra, gỡ hai tay ra trước, chống hai tay xuống sàn. Ra hạ từ từ hông xuống, ra dài người xuống. Đầu gối ôm sát vào lồng ngực, ép chặt đầu gối vào lồng ngực, lắc nhẹ người, lắc chậm chậm qua hai bên, giãn lưng ra. Động tác tiếp theo nhằm massage cho thắt lưng và massage cho vai, đó là tư thế Happy Baby, còn dịch là tư thế em bé vui vẻ. Mọi người đưa hai tay vào giữa hai chân, đưa hai tay vào giữa hai chân, rồi nắm lấy hai ngón chân cái, dùng tay nắm lấy ngón chân cái và mở ngang hông ra, mở ngang phần hông ra, lắc nhẹ qua phải, lắc chậm, lắc thật chậm qua phải, qua trái và ép phần rộng ra, ép phần vai và phần thắt lưng xuống sàn, lắc chậm qua hai bên. Đúng rồi, cảm giác thắt lưng được massage và phần vai được massage. Giữ vai và giữ đầu cố định xuống dưới sàn. Một nhịp thở nữa, hít vào sâu, rồi thở dài, thẳng hai chân ra và xuôi hai tay theo thân, nằm dài người ra. Chống hai chân lên và bưng hết mông qua bên phải, mông bưng qua bên phải và đổ hai đầu gối về bên trái. Bưng bông, đúng rồi, đổ đầu gối qua trái và xoắn ngược vai về bên kia. Xoắn vai và xoay mặt về bên kia, hai tay mở rộng ra, xoắn người qua một bên. Hít và thở dài, giữ tư thế này, hít vào sâu,
thở ra thật sâu. Quay về vị trí trung tâm, mình đổi về, bưng hết mông qua bên trái, bưng mông qua bên trái trước, bưng hết mông qua trái, rồi đổ đầu gối qua bên phải và xoắn vai, xoắn khuôn mặt về bên kia. Nhắm mắt và giữ ở đây, hít thở đều. Quay về giữa thảm trở lại, hai chân xuôi dài ra, hai tay xuôi theo thân, lòng bàn tay ngửa, các ngón tay mềm, thả lỏng ra, toàn bộ người nằm dài, lỏng dài xuống thảm, cảm giác toàn bộ cơ thể nặng ra, chìm hết vào thảm, thả lỏng từ ngón chân, thả lỏng lên gót chân, lên đầu gối, thả lỏng lên hông, thả lỏng lên vai, lên cánh tay và thả lỏng lên toàn bộ khuôn mặt. Hít vào sâu rồi thở dài ra. Mình nhắm mắt và giữ tư thế thả lỏng này trong vòng 4 phút. Nếu mọi người có nhiều thời gian hơn, hãy giữ tư thế thả lỏng này trong vòng 5 phút hoặc là 10 phút. Mang ý thức và thả lỏng cùng với toàn thân luôn. Nhẹ nhàng hít vào sâu, rồi thở dài ra, cử động lại các ngón tay, ngón chân,
đánh thức cơ thể trở lại. Lắc lư nhẹ vai, lắc lư nhẹ hông. Rồi ôm đầu gối sát vào lồng ngực, ép chặt thắt lưng xuống dưới sàn. Và đổ nghiêng người về một bên, nằm nghiêng về một bên. Cuộn tròn lưng và lỏng ra. Vẫn nhắm mắt, chống hai tay và ngồi thẳng lưng lên trở lại. Giữ người nghiêng để ngồi thẳng thì dễ hơn. Mình giữ người nghiêng. Ở đây, mẹ lặp lại này, nằm nghiêng như vậy. Rồi chống bàn tay xuống dưới sàn và đẩy người, đẩy dùng lực của bàn tay, đẩy lên. Đẩy, 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 đúng rồi. Ngồi lên như vậy thì tốt hơn cho cuộc sống. Hai tay đặt lên đầu gối. Nhắm mắt, khuôn mặt mềm. Hít thở một vài nhịp trước khi mình kết thúc. Chắp hai tay về trước lồng ngực. Rồi vươn hai tay lên trời. Kéo dài hai tay chỉ lên trời. Rướn cao lên. Rồi thở ra, hạ tay xuống trước lồng ngực trở lại. Hít. Và cúi đầu, namaste. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và tập bài thứ 3. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai trong bài tập thứ 4, chuỗi bài tập yoga dành cho người lớn tuổi. Nhớ bấm nút màu đỏ bên dưới để chờ thông báo nha. Tạm biệt mọi người.